Quý xin chào mọi người đã quay trở lại nha. Thì video trước Quý quay cái nút giao Quỳnh Thảo là tới đây đã bị ngăn chặn mọi người ha. Thì nút giao huyện Tuy Phong là cái nút giao cuối của cao tốc Phan Thiết Quỳnh Thảo nha mọi người. Cho nên là cô chú anh chị mà đang di chuyển từ hướng Phan Thiết thì ra tới Quỳnh Thảo thì mình sẽ tới ngay chỗ nút giao huyện Tuy Phong, là mình sẽ rẽ phải vào quốc lộ 1A mà đi tiếp nha cô chú anh chị nha. Đó, Quý quay cho cô chú anh chị xem là hiện tại khúc này đang bị chặn nè. Vì thì cái đoạn vừa rồi á là cũng còn lỡ dở nhiều lắm mọi người. Nếu mà muốn làm cao tốc Bắc Nam nối liền thì cái đoạn này sẽ rất là lâu mọi người ha. Giờ thì em Quý sẽ di chuyển ngược lại nha mọi người nha. Quý sẽ đi từ cái hướng Quỳnh Hảo về lại Phan Thiết. Thì video này em Quý sẽ mời cô chú anh chị cùng đồng hành với em Quý để xem là tuyến đường mặt bên đây nó sẽ đẹp như thế nào cô chú anh chị ha. Đó, trước mắt cô chú anh chị là cái con cầu của nút giao huyện Tuy Phong đó mọi người. Thì Quý đã di chuyển từ Phan Thiết mà ra tới đây thì Quý thấy là gần như là hoàn thiện giống như tuyến đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây mọi người ha. Đã hoàn thiện 100% rồi cô chú anh chị. Thì video này em Quý quay sát ngày của cao tốc Phan Thiết Quỳnh Hảo lưu thông nha cô chú anh chị, là ngày 16 tháng 5 nha cô chú anh chị nha. Đó, video này Quý sẽ quay lên và sẽ up lên sớm cho cô chú anh chị xem ha. Bởi vì điện thoại của Quý tôi quay khi up lên rất là lâu mọi người, cho nên là có trục trặc gì cho nhỏ thì mọi người cũng thông cảm cho em Quý ha. Đó, miễn sao là em Quý sẽ quay và review tất cả thực tế nhiệt tình cho cô chú chị xem nha mọi người. Đây là cái con cầu của Quỳnh Trác của chú chị ha. Đó, phía dưới bên phải là có tấm bảng cũng bị gắn lên nè mọi người. Và hiện tại thì theo em Quý thấy là cái nút giao của xã Vĩnh Hảo thuộc huyện Tuy Phong là cái cầu này hiện tại là đã hoàn thiện rồi mọi người ha. Hai bên đầu cầu cũng như là các lối lên xuống đều trải nhựa và gắn điện đường ok hết rồi mọi người ơi. Cho nên là cô chú anh chị yên tâm ha, chắc chắn là ngày 19 tháng 5 mình sẽ thông xe nè mọi người. Đây, để Quý quay cho mọi người xem hướng đi từ quốc lộ 1A vào nút giao Vĩnh Hảo thuộc huyện Tuy Phong của chú anh chị ha. Đó, khi mình di chuyển từ quốc lộ 1A vào đây mọi người. Đó, mình sẽ di chuyển lên cầu và sau đó mình sẽ đi hết con cầu này bao vòng xuống và sẽ có lối dẫn xuống. Và sau đó thì cô chú anh chị có thể di chuyển từ nút giao Vĩnh Hảo này, mình sẽ đi về hướng Phan Thiết Sài Gòn nha mọi người nha. Giờ thì em Quý sẽ tiếp tục mời cô chú anh chị cùng xem là phía trước sẽ có xe tải và chở tất cả những khung rạp để chuẩn bị cho làm lễ khánh thành ngày 19 tháng 5 tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo là như thế nào mọi người ha. Quý mời mọi người cùng xem nha mọi người. Trước mắt cô chú anh chị bên tay phải đây là mọi người, đây là cái lối dẫn để mình đi ngược lại lên cầu và sau đó đi ra hướng của xã Vĩnh Hảo thuộc huyện Tuy Phong của chú anh chị ha. Đó, có lối dẫn này nè mọi người, cũng đã hoàn thiện rồi mọi người ha, cũng là rất hoành tráng ha cô chú anh chị, sạch sẽ rồi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là sẽ vệ sinh sạch sẽ và sau đó là sẽ khánh thành mọi người ha. Tất cả biển báo cũng như là mọi công đoạn cuối cùng đã hoàn thiện rồi mọi người ơi. Đó, phía trước màn hình của chú anh chị là hai chiếc xe tải nè mọi người, hai xe tải lớn hơn mọi người ha. Đây là đang chuẩn bị chuyển đồ xuống để chuẩn bị lắp ráp nè mọi người. Để Quý quay chậm lại cho mọi người xem ha. Đây là chính là cái địa điểm để mà làm lễ khánh thành cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo nha mọi người nha. Cũng ngay cái lối dẫn xuống luôn mọi người, giống như là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây mọi người ha. Ngay cái lối dẫn xuống của cao tốc Vĩnh Hảo đó của chú anh chị. Rất là rộng của chú anh chị ha. Đó. Quý thấy là đang chuyển đồ xuống nha mọi người nha. Đó, đây là bằng chứng nè, video thực tế Quý quay cho mọi người xem luôn ha. Thì sau ngày 19 tháng 5 tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo sẽ được lưu thông. Và sau ngày 19 tháng 5 thì cô chú anh chị có thể di chuyển từ Sài Gòn về hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo rất là gọn mọi người ha. Sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian không cô chú anh chị ơi. Bình thường là mình đi quốc lộ 1A là tầm 6-7 tiếng mọi người ha. Đó, giờ thì cô chú anh chị có thể di chuyển từ Sài Gòn mà về tới Vĩnh Hảo thì tầm khoảng 3 tiếng rưỡi thôi mọi người. Nó rất là rút ngắn thời gian tầm một nửa luôn cô chú anh chị ha. Như Quý đi mà chở khách đó cô chú anh chị thì Quý luôn chọn cái tuyến đường cao tốc mà đi cho thoải mái của chú anh chị ha. Thứ nhất là đỡ tránh cạm bẫy giao thông nè mọi người. Đoạn đường quốc lộ 1A rất là nhiều cạm bẫy giao thông của chú anh chị ha. Thứ nhất là những cái camera bắn tốc độ, những bảng 90 đến xuống 60 của chú anh chị. Đó là có những cái điểm bắn tốc độ nhiều nhất của chú anh chị nha. Cho nên mọi người đi đường mà để ý là những cái khúc mà đang bảng 90 mà vừa rớt xuống 60 là khúc đó chắc chắn là sẽ có công an giao thông nha mọi người.
Còn thường là những bản tốc độ 90 thì những điểm đó sẽ ít có công an mọi người ơi, ít ai mà vi phạm những điểm đó của chú chị ha. Thường là những điểm đó thì sẽ có camera phạt nguội của chú chị. Một khi mà đã dính phạt nguội rồi thì những điểm đó sẽ rất là nặng của chú chị ha. Mình di chuyển trên quốc lộ 1A sẽ có rất là nhiều đèn đỏ này, cũng như là xe máy chạy rất là nhiều, cho nên là mình sẽ mất rất là nhiều thời gian của chú anh chị ha. Còn nếu mình đi trên cao tốc thì hoàn toàn ngược lại của chú anh chị, mình có thể là một cái quẹo từ Sài Gòn mà tới Bình Thảo luôn mọi người. Chỉ có giảm tốc độ những cái điểm giống như là những cái nút giao lên xuống nè, hoặc là những cái trạm thu phí thì mình giảm tốc độ mọi người ha. Bởi vậy cho nên giờ mình đi trên tuyến đường cao tốc mới nhất như thế này thì nó sướng ơi là sướng của chú anh chị ơi. Và trước màn hình của chú anh chị, đây là cái đỉnh núi đầu tiên mình đi từ hướng Vĩnh Hảo tới Phan Thiết nha mọi người nha. Đây là cái đỉnh núi được cắt đầu tiên để mình làm đường cao tốc nha mọi người. Và giờ thì em quý mời mọi người di chuyển về phía trước để xem thử là cái tuyến cao tốc này đẹp như thế nào của chú anh chị ha. Có rất là nhiều đỉnh núi được cắt đôi trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo của chú anh chị ha. Tuy cái tuyến đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo này nó chỉ có 2 lên 9 mà ít lề khẩn cấp, nhưng mà thật sự là cái mức độ đầu tư nó cũng không khác nhiều so với tuyến đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây nha mọi người nha. Đều tương đương sắp xỉ như nhau của chú anh chị. Bởi vì nặng là nặng những khúc này là mọi người. Đó, núi như thế này mà được cắt làm đôi thì nó rất là nhiều chi phí của chú anh chị. Quý không biết mọi người xem video như thế nào chứ quý là thực sự rất thích những cái điểm này mọi người. Nó làm cho quý ấn tượng ha, có chú anh chị ha. Trước đó là một đỉnh núi hoang sơ mộc mạc và sau khi đó là được cắt xẻ đôi để làm đường cao tốc và đồng thời tạo ra những hình dáng, hình ảnh rất là đẹp luôn của chú anh chị ơi. Quý rất thích ha mọi người ha. Tuyến cao tốc này chắc chắn sẽ có rất là nhiều mồ hôi, nước mắt của cô chú anh chị công nhân đã đổ vào đây của chú anh chị ơi. Mình phải biết ơn nha mọi người nha. Phía trước lại là một đỉnh núi được cắt đôi của chú anh chị. Đây là đỉnh núi cũng lớn ha mọi người. Quý mọi người xem tiếp video nha. Nếu cái khung cảnh này mà đi tầm giờ chiều hoặc là sáng sớm thì rất là đẹp với mọi người ha.
Đây mọi người xem nè, không biết trên màn hình điện thoại của chú anh chị có nhìn thấy rõ hay không ha. Chứ quý nhìn thấy là toàn bộ vách đá hai bên được bao phủ trọn bởi cái lớp lưới kẽm rất lớn và chắc chắn mọi người ha. Đó, mọi người xem nè, rất đẹp luôn mọi người. Tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo này được đi ngang trọn trên tỉnh Bình Thuận của chú anh chị, đi ngang qua các huyện như huyện Tuy Phong nè, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam, huyện Bắc Bình của chú anh chị ha. Đó, đều nằm trên tỉnh Bình Thuận luôn mọi người ơi. Khu vực huyện Tuy Phong nút giao Vĩnh Hảo thì được đi ngang qua những cái đồng ruộng xanh mát nè mọi người. Và kèm theo đó là gần như là một bầu trời năng lượng mặt trời luôn của chú anh chị ha. Khu vực này thì các công ty được đổ xô làm điện năng lượng mặt trời rất là nhiều luôn mọi người. Và khi mình di chuyển về phía trước là qua những cái huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình thì khu vực đó là đa số là thanh long rất nhiều của chú anh chị ha. Đó, thanh long là nổi tiếng như Bình Thuận luôn mọi người. Đó, hiện tại em biết quay video này là tầm 11 giờ trưa ngày 16 tháng 5 nha cô chú anh chị nha. Thời tiết hiện tại rất nóng luôn mọi người ơi. Chắc có lẽ là quý sĩ di chuyển tới ngay của nút giao xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, quý sĩ ghé vào đó ăn và nghỉ ngơi một chút, sau đó quý lại tiếp tục vào trận bơ mọi người ha. Trước đó quý di chuyển tới ngay chỗ gần nút giao xã Phan Hiệp thuộc chợ Lâu đó mọi người, thì điện thoại quý nóng và không thể quay được, cho nên là quý rất là tiếc luôn mọi người ha. Trước đó cũng có bạn mình luận là không thấy quý quay nút giao của thị trấn chợ Lâu á mọi người, thì mọi người cũng thông cảm cho em quý ha. Hy vọng lần này quay ngược lại điện thoại sẽ không nóng để quý quay nút giao thị trấn chợ Lâu cho mọi người xem nha mọi người. Qua video này quý xin tạm dừng tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của quý nha. Và cuối cùng thì cả nhà cảm thấy video này hay hữu ích thì hãy cho em quý một like và một lượt đăng ký kênh nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Xin chào mọi người, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ ha.